cái bài này. Bởi chúng mình đang làm bằng nhau. Đó thì chúng ta là chuẩn bị A chuẩn B. Là B chuẩn A, thì đầu tiên ta có này. Ta gọi là A giao B này. Là chuyển động A này. Rồi cái này A giao B trừ C. Được không? À. Rồi A giao B là chuyển động B. Cho nên A giao B trừ C. Được không? B trừ C. Từ 1 và 2 ta có. Từ 1 và 2 ta có. Ta có cái gì? Ta có là cái này chuyển động cái này, cái này chuyển động cái này. Cho nên là chuyển động giá. Cái này chuyển động cái này, cái này chuyển động cái này. Cho nên A giao B trừ C chứa trong cái giáo. A giao với B trừ C để xong. Đấy, cái này mình sao đi. Như vậy ta là chứng minh cái này chứa trong cái này rồi. Bây giờ ngược lại chứng minh cái này chứa trong cái này. Ngược lại để chứng minh cái vế trái mà chứa trong vế phải. Thì chúng ta có thể lập luận như này. Lập luận như này cũng được thì chúng ta dùng cái lấy tùy ý sơ của cái này, lấy tùy ý sơ của này chứng minh lại sơ của cái này. Chúng ta lấy tùy ý ngược lại chúng ta lấy tùy ý vì sơ thuộc vào A giao với B trừ C và ta chứng minh cái sơ thuộc cái này sơ thuộc giao A trừ B giao với B A giao với B trừ C cái đó thì cái đó sơ thầy xuống theo định nghĩa là giao thì sơ thầy thuộc A và sơ thầy thuộc B trừ C hay nói khác là sơ thuộc A và đồng thời là sơ thuộc B rồi sơ không thuộc C thuộc B trừ C tức là thuộc B mà không thuộc C. Như vậy sơ thuộc A và sơ thuộc B thì như vậy sơ thuộc bao suy ra sơ thuộc A này sơ thuộc B này sơ thuộc A giao B và sơ không thuộc C. A giao B không thuộc C nghĩa là gì? Nghĩa là đó hay nói khác là các định nghĩa sơ sẽ thuộc A giao B trừ C. Như vậy lấy tùy ý sơ thuộc vào A giao B trừ C thì sơ thuộc tập này. Như vậy từ đó do đó cả hai A giao với B trừ C này sẽ chứa trong vị sơ. Lấy sơ tùy thuộc cái này, mọi sơ thuộc này đều thuộc cái này, cho nên tập này chứa trong cái này. Đèn dấu lên đây là hai sao, từ sao và hai sao. A trừ B, B trừ C. Chúng ta có kết quả từ sao và hai sao. Chúng ta có điều phải chứng minh. Ta có cái tờ này này. A giao với B trừ C để bằng A giao B. Điều phải chứng minh.